Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Gia Lai đạt hơn 215 triệu đô la Mỹ, đạt 35% trên kế hoạch, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Để tiếp tục đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản, tỉnh Gia Lai yêu cầu ngành chức năng triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu gắn với quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đồng thời tập trung phát triển thị trường trong nước, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ, kinh doanh hàng nông sản. Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2021, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt gần 32.000 tỷ đồng.